đón quý vị và các bạn quay trở lại với Kỷ Lực Sánh Đôi Body and Friends. Đây là vòng chơi cuối cùng của Tiết Cương và Thùy Trang. Ở vòng chơi này, các bạn sẽ một người thi lực và một người thi trí. Thử thách cuối cùng mang tên trục quay xoay không nghỉ. Ở thử thách này, trong khi người trí tuệ ra sức trả lời câu hỏi, thì người thể lực sẽ phải dùng toàn thân và ôm lấy một trục xoay đã được bôi dầu. Thế nên đừng có để người rơi xuống đất, vì lúc đó thử thách sẽ kết thúc và người trí tuệ cũng sẽ ngưng trả lời câu hỏi. Chúc đội chơi may mắn nha. Nhớ nha, số tiền thưởng tăng lên theo từng câu trả lời. Trục quay bắt đầu. Quốc gia nào có lãnh thổ nằm gọn trong lòng nước Ý? Vatican. Chính xác. Thành phố châu Âu nào được gọi với biệt danh là thành phố vĩnh cửu? Roma, Ý. Chính xác. We Don't Talk Anymore là bản song ca nổi tiếng của Charlie Puth. Hả? Chandler Puth. Chính xác. Chùm thơ Thu, Thu Ẩm, Thu Vịnh, Thu Điếu là của nhà thơ nào? Quá. Nhân vật Black Widow trong bộ phim Cuộc Chiến Vô Cực do nữ diễn viên nào thủ vai? Qua qua. Samos là trang phục truyền thống của quốc gia nào? Bỏ qua. Thác nước tự nhiên không ngắt quãng cao nhất thế giới nằm ở quốc gia nào? Qua. Ca sĩ tóc tiên du học ngành gì trước khi về nước? Đi. Chính xác. Trong bài thơ Từ Ấy của Tố Hữu, tác giả đã nhắc đến vật gì? Cái gì đã trói qua tim của mình? Mặt trời chân lý. Chính xác. Anh đụng nội sớm. Và cuối cùng thì Thùy Trang đã trả lời đúng 5 câu hỏi. Bạn nhận được 5 triệu đồng. Như vậy là đội Tiết Cương cùng với Thùy Trang của đội Quốc Thuận đã nhận được 19 triệu đồng cùng với một kỷ niệm của chương trình Kỷ Lực Sánh Đôi. Và bây giờ chúng ta sẽ nói điều gì với chương trình? Chúng tôi là một cặp Kỷ Lực Sánh Đôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi chương trình Kỷ Lực Sánh Đôi Body and Brand được phát sóng vào lúc 12 giờ chủ nhật hàng tuần trên VTV3 đài truyền hình Việt Nam. Còn bây giờ chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và chúc một buổi trưa thật vui vẻ, hạnh phúc. Xin chào.